Chúng ta thường nghe nói một câu như thế này quý vị, là có một chút ánh sáng nhỏ ở cuối đường hầm. Bởi vì cái câu này mô tả rằng con người chúng ta giống như là đi trong cái bóng đêm, hay là trong một cái đường hầm tăm tối. Thì vào trong đó chúng ta không có đèn, không có gì hết, thành ra không biết rằng cái hướng đi về đâu. Thế thì nếu có một cái ánh sáng nó lóe lên ở cuối đường hầm, tức là xa xăm lắm, thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy vui mừng. Bây giờ tôi thực tế một chút. Tôi xin hỏi quý vị, có quý vị nào có đi ban đêm mà trời khuya, thật khuya ban đêm mà không có một cái ánh đèn gì khác không? Có không? Chúng ta phải kinh nghiệm cái điều này, là chúng ta đi chúng ta không biết là hướng về đâu, nhưng mà xa xa kia nó có một cái ánh đèn của một căn nhà. Ồ, chúng ta thấy yên tâm phải không? Chúng ta cảm thấy mình có một cái gì đó được gọi là yên tâm một chút, an bình một chút, vì cớ ít ra cũng có biết được có những người đang sống ở trên cái vùng đất nào đó mà xa xăm kia. Dù đó chỉ là một tia hy vọng hay là một tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời của chúng ta, nó có thể là đem lại sự may mắn cho chúng ta, nhưng mà nó cũng có thể là làm cho chúng ta không hy vọng được, tức là thất vọng. Thì dù như thế nào chăng nữa, chúng ta rất cần có cái niềm hy vọng, quý vị. Niềm hy vọng. Dù có người nói rằng hy vọng để rồi thất vọng. Hy vọng để rồi thất vọng, là bởi vì họ cho rằng là mình trông đợi một cái gì đó, rồi cái sự việc đó nó không đến thì thất vọng. Hoặc là cái sự việc đó cũng đến, nhưng mà nó làm cho chúng ta ngỡ ngàng, không có đúng theo ý muốn của chúng ta, thì nó là thất vọng. Nhưng mà đó chỉ là những cái điều xảy ra ở trong cái cuộc đời của con người chúng ta. Nó thuộc về vật chất, nó thuộc về những cái tiện nghi, nó thuộc về những cái kỳ vọng, những cái ao ước của chúng ta. Tôi thí dụ chẳng hạn, người ta mua tấm vé số, người ta làm cái gì quý vị? Người ta có cái gì ạ? Có hy vọng, phải không? Người ta mua vé số, không ai mà mua vé số nói rằng thôi mua để chơi, mua không cần trúng số, không hy vọng gì, không có. Ai mua vé số thì cũng hy vọng rằng thì được trúng số, phải không? Phải được trúng số, ít nhiều thì không thành vấn đề, được trúng cái đã. Nhưng mà khi không trúng thì sao? Thì thất vọng, thì buồn. Thì đó là nói về cái cuộc đời. Tôi chưa nói đến có những gia đình kỳ vọng, hy vọng nơi những người con hay là những cái người cháu của mình sẽ là cái gì trong cái tương lai. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi, thì người cha, người mẹ đó là thất vọng. Thất vọng vì nó không đáp ứng được cái hy vọng, cái mong muốn của mình. Thì đó cũng là thuộc về thế gian này. Nó thuộc về những cái gì mà hoài bão của con người đặt ở nơi trần gian này. Thưa quý vị, thưa quý hội thánh, sáng hôm nay trong cái sự thờ phượng của chúng ta, chúng ta cảm ơn Chúa vì có Kinh Thánh cho chúng ta có một cái loại hy vọng mà không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Đó chính là cái niềm hy vọng của sự cứu rỗi. Đó chính là Chúa của chúng ta, là cứu Chúa Jesus Christ đã đến trần gian này, đang khi trần gian này đầy sự thất vọng, đầy sự đau buồn, đầy sự tăm tối. Và Chúa đến đem niềm hy vọng đó cho con người của chúng ta, cho nhân loại nói chung. Đức Chúa Trời là đấng hiểu được tâm lòng cũng như đời sống của mỗi một con người chúng ta như thế nào, cho nên Chúa đáp ứng cái tâm lòng đó, cái sự mong muốn của chúng ta. Sự mong muốn của con người là gì quý vị? Có người nói rằng mong muốn con người là mình sẽ có nhiều tiền, hy vọng có nhiều tiền. Sự mong muốn của con người, có người nói rằng mong muốn được địa vị cao, họ ước vọng có một cái địa vị cao. Sự mong muốn của con người là gì? Là có thể được thống trị cả thiên hạ, thí dụ như thế. Sự mong muốn của con người là gì? Đơn sơ thôi, tôi chỉ mong cho tôi có vợ đẹp, có con ngoan là đủ rồi. Vân vân và vân vân.
Thế thì chúng ta thấy đó, những cái điều ước mong đó, những cái hy vọng đó, cái mong chờ đó đó, là nó có thực sự, đó chính là một cái đem lại chúng ta một cái sự thỏa mãn hay không, có cái sự đầy trọn trong cái cuộc đời của chúng ta hay không? Xin thưa rằng không. Bởi vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì dù cho chúng ta đạt được đến những cái điều mà chúng ta mong muốn đó đó, thì chúng ta vẫn thấy khát khao một điều gì khác hơn nữa. Quý vị có nhìn thấy hay có đọc qua hay là có biết rằng có những nhà tỷ phú mà họ ước muốn cái gì không quý vị? Có lẽ chúng ta nói, ồ ông là tỷ phú rồi, ông có tiền nhiều quá rồi, ông muốn cái gì đã có cái đó rồi mà ông còn muốn cái gì nữa, phải không? Nhưng mà thế tại sao họ tự tử? Thế tại sao họ lại đau buồn? Thế tại sao họ lại nói rằng là cuộc đời của tôi trống rỗng, không có gì? Ủa, đầy đủ tiền bạc hết rồi mà, đầy đủ cái tiện nghi vật chất hưởng thụ rồi mà, tại sao bây giờ nói cuộc đời trống rỗng? Thưa quý vị, đó là điều quan trọng. Đó là buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến điều đó đó. Chúng ta sẽ cảm tạ ơn Chúa, vì dù chúng ta có nghèo thiếu, vì dù cho chúng ta không có địa vị cao trọng trong xã hội, dù chúng ta có những cái nan đề nào đó ở trong cuộc sống, nhưng mà điều mà an ủi hơn hết và vui mừng hơn hết cho chúng ta, và chúng ta cũng đón mừng cái ngày Giáng sinh có ý nghĩa, đó chính là Chúa của chúng ta là Chúa hy vọng đem sự cứu rỗi thật sự đến với chúng ta. Và mỗi người chúng ta phải vui mừng mà cảm tạ ơn Chúa vì điều đó. Tôi dù sao tôi cũng được sự cứu rỗi. Quý vị nên nói điều đó. Và tôi lặp lại để quý vị nói amen đi. Quý vị hãy vui mừng vì quý vị có được sự cứu rỗi. Dạ đúng như vậy. Nếu tôi nói rằng quý vị hãy vui mừng quý vị có nhiều tiền, quý vị đừng amen. Phải, quý vị có sự cứu rỗi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giêsu giáng sanh thì cái thế giới lúc bây giờ đó là cái thế giới ở dưới sự nô lệ hay là lệ thuộc của cái đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã là một cái binh chủng, binh lực hùng mạnh, và cái nước La Mã lúc bây giờ là văn minh tột bậc ở trên thế giới. Và họ đi đến đâu họ chiến thắng đến đó, và họ cai trị bắt tất cả những dân tộc lúc bây giờ đều làm thuộc địa hay là thuộc dân hay là nô lệ cho họ. Đầy sự đau khổ, đầy chiến tranh, đầy chết chóc. Và tiên tri Ê-sai đã nói lên điều đó trước đó hơn 700 năm. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai ở trong đoạn 9 mà chúng ta vừa đọc đó. Thì tiên tri Ê-sai viết rằng dân đi trong sự tối tăm và sẽ thấy ánh sáng chiếu vào, ánh sáng lớn đó, và sự sáng đó chiếu trên những kẻ thuộc về xứ của sự chết hay là bóng của sự chết. Thưa quý vị, tiên tri Ê-sai đã viết điều đó. Và tiên tri Ê-sai còn nói rõ hơn, vì sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai người đó, trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quý vị thấy không? Một lời dự ngôn, một lời tiên tri nói trước hơn 700 năm. Và sẽ có một con trai sẽ sanh ra như vậy. Và trước đó trong đoạn 7 thì cái lời tiên tri này chúng ta được nhắc đến khi mỗi khi có kỷ niệm Chúa Giáng sanh, là sẽ có nữ đồng trinh sanh một con trai, người được đặt tên là Emmanuel, cũng là tiên tri Ê-sai này đã báo trước. Chỉ đoạn 7, đoạn 8, đoạn 9, đây là những đoạn nói về một đấng Messiah, một đấng cứu chuộc, một đấng sẽ đến với con người. Và thưa quý hội thánh, thưa quý thân hữu, sáng hôm nay chúng ta đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Có lẽ chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu là đến trần gian này sanh ra là một em bé nằm ở trong chuồng chiên máng cỏ. Nhưng mà chúng ta quên, danh của Chúa còn gọi là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Trời, là Cha đời đời, là Chúa của sự bình an. Và tôi bây giờ tôi thêm vào nữa là Chúa có hy vọng nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Quý vị có thể thêm nhiều danh xưng mỹ từ rất đẹp về Chúa, không có gì sai hết. Không gì sai hết.
Và chúng ta thấy những điều đó là những cái nhu cầu cần thiết của chúng ta. Bởi vì sao? Tại sao chúng ta có cái nhu cầu cần thiết? Chúa đáp ứng cái nhu cầu cho chúng ta. Đó là vì cớ nhân loại ở bất cứ thời đại nào cũng là đều ở trong sự tối tăm, hay là đầy thất vọng, đầy đau khổ, buồn phiền. Mục sư Billy Graham, ông nói như thế này, là ngày nay không có một người học thức nào mà lại phủ nhận rằng nhân loại đang bước đi trong sự tối tăm. Billy Graham ông nói như thế đó. Ngày nay một người có học thức mà không thể nào mà phủ nhận rằng là nhân loại đang đi ở trong sự tối tăm. Tại sao mà ông phải nói như vậy? Là bởi vì có thể nói rằng trải cả dòng lịch sử, dù con người chúng ta tiến bộ văn minh tột bậc, nhưng mà nhìn kỹ vào chiều sâu của cuộc sống của con người chúng ta đó, là đều thấy cứ ở trong sự tối tăm, không có ánh sáng, không có một sự sáng và không có một sự sống. Bởi vì gốc rễ của nan đề của con người chúng ta là chúng ta cứ cố gắng sống không có Chúa. Quý vị lưu ý điều đó. Con người càng văn minh chừng nào thì con người càng phủ nhận Đức Chúa Trời nhiều chừng nấy. Con người nghĩ rằng mình có học thức bao nhiêu thì sẽ không cần đến cái Kinh Thánh nữa, lời của Chúa nữa. Và con người cứ nghĩ rằng là mình biết rất là nhiều, còn Chúa thì không còn cần thiết nữa. Nếu nói rằng Chúa là đấng biết hết mọi sự đó, thì những người mà có con người trình độ có họ hiểu biết, họ nói rằng không, Chúa cũng không bằng họ, họ hiểu biết hơn. Và thậm chí ngày hôm nay người ta có thể cầm cái máy smartphone. Quý vị nhớ cái chữ smart là gì? Smart là thông minh đó. Là cái phone đó nó có thể giải quyết được nhiều sự việc, phải không? Nó còn biết nhiều lắm. Và chỉ cần bấm bấm bấm, như tôi đã chia sẻ tối hôm qua, chỉ cần bấm bấm bấm, muốn cần cái gì là có hết cái đó. Đó. Thế thì con người biết nhiều quá rồi, cần gì đến Đức Chúa Trời nữa? Cần đến một đấng thượng đế nữa làm chi? Nhưng mà tại sao nói rằng con người trong sự tối tăm, quý vị? Lạ lùng làm sao? Dù con người rất hiện đại, dù con người có nhiều tiện nghi, dù con người có thể giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng mà vẫn luôn luôn có những cái vấn đề khó khăn, vẫn luôn luôn đối diện với nhiều nan đề trong cuộc sống, vẫn luôn luôn không thể tìm được những câu giải đáp cho nan đề trong cuộc đời của mình. Chúng ta biết có bao nhiêu nhà tâm lý học, phải không quý vị? Chúng ta có biết bao nhiêu là những nhà gọi là tư vấn, counseling, counselor là to counseling cho bao nhiêu người ha. Chúng ta thấy đó là có rất nhiều, họ học họ hiểu. Thí dụ họ muốn nói chuyện tâm lý với một người nào đó, họ nói rồi ngồi đó đi, nói chuyện cho họ nghe, nói xong cái họ tôi biết anh như thế này, tôi biết chị như thế kia, họ giải thích rồi, thí dụ như vậy. Thưa quý anh, đó chúng ta thấy. Nhưng mà tại sao vẫn có nhiều nan đề, vẫn có những cái gọi là không thể giải quyết được xảy ra trong cuộc đời của con người chúng ta, xảy ra trong cuộc sống này? Điều kế tiếp nữa là người ta cố gắng là để mà mô tả con người có cái năng lực, có cái tài năng nhiều hơn, vượt hơn hết. Chắc là các bạn trẻ, các bạn do you know Superman, Supergirl and Terminator hả? Chắc biết hết ha. Tại sao có Superman, tại sao có Supergirl, tại sao có Terminator? Tại vì đây là những nhân vật mà gọi là vượt bậc, phải không? Những nhân vật là super, mà là vượt trội và mong muốn con người có. Và những cái mà super đó bây giờ không bằng Spider-Man, người nhện, thí dụ như vậy, là có cái tài năng, có khả năng đu bay, giờ thí dụ như thế, chống trả được những cái thành phần ác, muốn diệt cái tội ác. Đây là những người anh hùng muốn diệt tội ác, muốn trừ khử cái ác ở trong cái xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy tại sao? Đó cứ chỉ làm những cái hy vọng, cái mong muốn của con người mà thôi.
Những nhà đạo diễn, những người làm phim họ làm ra như vậy để mà nói lên cái gì quý vị? Để nói lên rằng cái mong muốn của con người và muốn đề cao cái con người lên. Và chính con người được đề cao đó sẽ giải quyết được everything, mọi sự ở trong xã hội này. Nhưng thật sự không phải như vậy, không có đơn giản như vậy. Không đơn giản như vậy. Cho nên điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay, chính trong một cái thế giới, dù chúng ta đang sống trong một cái thế giới rất là hiện đại, rất là tiện nghi, nhưng mà mục sư Billy Graham ông nói rằng chúng ta đang sống ở trong một thế giới tối tăm, vẫn còn sống trong thế giới tối tăm, và con người vẫn còn bước đi trong sự tối tăm. Nhân loại vẫn ở trong bóng đêm. Như vậy thì họ cần cái gì? Cần một ánh sáng từ cuối đường hầm, hay có thể nói rằng cần một ánh sáng chiếu rọi để không còn tối tăm nữa, chính là cái sự hy vọng của con người chúng ta. Và đang khi con người chúng ta đang đi trong sự tối tăm đó, thì Chúa Giêsu Christ chính là nguồn hy vọng, là tia sáng đó, đã đến với con người chúng ta, chiếu rọi vào trong bóng đêm đó quý vị. Và Chúa Giêsu đã phán điều đó. Chúng ta xem trong Kinh Thánh đoạn văn đoạn 8 câu thứ 12, và chúng ta có trong tờ chương trình đó quý vị, xem cái câu đó. Quý vị hãy nghiền ngẫm cái lời nói, lời phán của Chúa Giêsu. Chúa phán như thế này: ta là sự sáng của thế gian, và người nào đi theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Người nào theo ta, quý vị lưu ý cái chữ đó đó, không phải là Chúa chiếu sáng vào trong thế gian này rồi tất cả mọi người đều được sáng đâu, không phải. Ánh sáng mặt trời thì chiếu vào thế gian này, Chúa đã dựng nên nó chiếu vào thế gian này, đem lại sự sáng cho tất cả mọi người, đúng như vậy. Đó là ân sủng tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho loài người nói chung, bất luận là người thiện, người ác, người xấu, người tốt, người nghèo, người giàu, vân vân, thì đều được hưởng cái ân sủng, cái tia sáng của mặt trời. Nhưng mà cái ánh sáng của Chúa Giêsu á, Ngài chiếu rọi vào trong trần gian này á, chỉ có những người nào bằng lòng tiếp nhận ánh sáng đó. Những người nào nhìn biết mình là đang đi trong tối tăm và hiểu được rằng đời của mình, cuộc sống của mình, tâm linh của mình cần có ánh sáng đó. Chúng ta lưu ý cái đó. Chỉ có người nào thôi. Whoever receive it right, whoever believe in right, he walks in life. Chúng ta lưu ý cái điều đó. Chỉ có người nào thôi. Cho nên tôi xin hỏi quý vị sáng hôm nay, hãy xem lại coi mình có phải là người đi theo Chúa không, và mình đã nhận được sự sáng của Chúa chưa. Và sự sáng đó chính là sự sống. Ồ, Kinh Thánh tuyệt vời quá quý vị, ghi lại rất rõ điều Chúa phán, và Chúa rất là tuyệt vời. Chúa của chúng ta là Chúa của không phải là sự sáng mà là sự sống nữa. Mà quả thật ánh sáng là đem lại sự sống cho con người chúng ta, cho vạn vật nói chung. Mùa đông tới rồi, tôi nói vui với nhà tôi, bây giờ những cái cây bông hoa trồng bây giờ trở thành cây hành hết rồi bà ơi. Nó hành tôi bưng vô trong nhà. Đó, bưng vào trong nhà để. Thì nó đang ra hoa ra bông tốt lắm. Để gần cả tháng nay để trong nhà, dù tôi cố gắng mở cửa sổ ra cho nó sáng, nó lè vô, nó thổi vô, nhưng mà tôi thấy như cây gừng á, ban đầu nó xanh tươi, cái nơi vàng 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 lá. Tôi nói cây gừng này chắc đào lên lấy củ được rồi. Rồi tôi thấy cái cây chanh vàng, cái lemon á, nó vàng á, nó ra bông nở thơm lắm. Nhưng mà dòm tới dòm lui, cái lá bắt đầu rụng rụng rụng. Tại sao? Tại vì nó thiếu ánh nắng, nó thiếu ánh sáng. Và nó thiếu ánh sáng thì nó không có sự sống, nó thiếu sự sống. Đó là cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời dựng nên trên cái vũ trụ này, trên cả muôn loài vạn vật nói chung và con người nói riêng. Thưa quý vị thử con người mình mà ở trong tù đau tối tâm á, thì quý vị sẽ biết cái con người đó như thế nào. Dạ. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa dùng cái điều đó để nhắc nhở mỗi đời sống chúng ta, là người nào mà đi theo ta thì chẳng đi trong nơi tối tăm. Đúng rồi.
Nhưng có ánh sáng, mà ánh sáng để làm gì? Ánh sáng của sự sống, thưa quý vị. The light of life. Thấy chưa? Hai cái đều như lai hết mà chứ nghe giống nha. Nhưng mà hai cái khác nhau, phải không quý vị? Hai cái khác nhau. The light of life. Ánh sáng của sự sống. Quan trọng lắm quý vị ơi. Có người không chịu tin Chúa. Người đã nói rằng tôi theo đạo ông bà đủ rồi. Tôi có đời sống đạo đức đủ rồi. Tôi sống như thế này được rồi. Không cần tin Chúa. Tôi chia sẻ với những người đó như thế này quý vị. Nói đúng, quý vị đang cầm cây đèn ở trong tay. Cây đèn của quý vị có thể là cây đèn đó là cây đèn đạo đức để mà mình soi cái lối mình đi. Quý vị có thể có cái tôn giáo giống như một cây đèn đang cầm trên tay để mà dẫn đường mình đi. Đúng, không có gì sai lạc hết. Nhưng mà khi quý vị bước vào trong cái sự sáng ban ngày á, quý vị có cần cầm cây đèn nữa không? Có ai mà cầm cây đèn đi ban ngày không quý vị? Có một người triết gia, một vị triết gia trước khi lạp là ông ta cầm cây đèn giữa ban ngày, ông ta rọi như nè. Người ta nói rằng bộ ông điên hả ông? Thì vị triết gia đó nói như thế này quý vị nghe sốc ốc lắm nha. Tôi đang đi tìm một con người. Ủa như vậy thì những người đây không phải người sao? Nói không, không phải. Quý vị, quý ông, quý bà không phải là con người đâu. Tôi đang đi tìm con người. Đó là cái kiểu triết gia Hy Lạp ngày trước Chúa. Đó là cái chuyện triết học mình không nói. Nhưng mà bây giờ thực tế đó, trên thực tế không ai cầm cây đèn mà đi giữa ban ngày. Tại vì sao vậy? Không cần thiết. Bây giờ mình có ánh sáng rồi, mình bước vào trong sự sáng rồi, thì mình không cần cái gì mà riêng tư cho mình nữa. Vì Chúa là tất cả. Chúa đã đem lại cái sự cứu rỗi cho con người mình rồi. Chúa đem lại cái niềm tin tôn giáo cho mình. Nếu muốn tôn giáo có cái niềm tin đó, chúng ta vững vàng trong niềm tin đó, Chúa đáp ứng hết tất cả. Cho nên sáng hôm nay thưa quý vị, nếu chúng ta muốn có một cái sự cứu rỗi thì chúng ta chỉ cần đến với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của con. Chúa ban sự cứu rỗi của Ngài cho con đi. Con không nhờ cậy sức riêng của con nữa. Con không muốn tu thân tích đức nữa. Con không muốn làm điều lành để mà con được thưởng, được cứu. Mà con không còn muốn cầm cái đèn nữa. Cầm mỏi tay lắm Chúa ơi. Bây giờ con có ánh sáng của ban ngày rồi. Con đi trong ban ngày. Không cần gì nữa. Đúng như vậy đó quý vị. Ánh sáng của sự sống chính là Chúa Giê-xu. Và ánh sáng đó chính là đến ở trong đêm Giáng sinh. Và chúng ta thấy ánh sáng đó như một cái ngôi sao tỏa xuống, chiếu rọi trong màn đêm. Ánh sáng đó cũng như là cái ngôi sao dẫn đường cho các vị bác sĩ từ phương Đông xa xôi đi đến tìm một cứu Chúa. Và tôi tin rằng ánh sáng của sự sống đó sẽ đến với tấm lòng của quý ông, quý bà, quý tân hữu sáng hôm nay. Và đã đến rồi, mà nếu ai chưa có ánh sáng đó thì xin chúng ta mở lòng mình ra để tiếp nhận ánh sáng đó. Đơn giản thôi. Muốn có một ánh sáng, quý vị làm gì trong căn nhà của quý vị? Khi quý vị thấy căn nhà mình nó tối tăm quá, quý vị làm gì? Bật đèn lên hả? Không, ban ngày mà bật đèn lên chi? Uổng điện. Quý vị làm gì? Chỉ mở cửa mở cửa sổ ra, phải không quý vị? Kéo màn ra, đừng che nó lại, kéo màn, mở cửa sổ ra. Và chúng ta sẽ nói rằng là: ánh sáng ơi, xin mời vào, phải không? Tự nhiên nó chiếu vào thôi. Và sáng hôm nay trong thời giờ này quan trọng quý vị. Nếu quý vị thân hữu ngồi đây, quý vị cảm thấy cuộc đời của mình thật sự nó đầy đau khổ, đầy buồn phiền, đầy bất an, nó tâm tối, nó đầy những cái gì mà mình không muốn nó có nữa đó, thì hãy mở lòng mình ra. Mở lòng mình ra. Ánh sáng cứu rỗi của Chúa Giê-xu sẽ chiếu vào trong tâm hồn của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta. Thế giới ngày hôm nay có nhiều dấu hiệu để chứng tỏ rằng là sẽ có một ngày mà Chúa Giê-xu trở lại trần gian này. Ngài sẽ đến thật sự. Tất cả những dấu hiệu đó tôi có chia sẻ với quý vị rồi. Và chúng ta đang sống trong một cái thời đại đầy sự rối ren. Đầy sự rối ren. Ngày hôm nay là cái ngày mà chính phủ Hoa Kỳ
tạm thời không làm việc. Quý vị có nghe cái tin đó chưa? Và nó có sẽ có những cái chuyện gì sẽ xảy ra nữa mình không biết, phải không quý vị? Và cái thế giới ngày hôm nay là cái thế giới người ta muốn vượt biên một cách nghĩa là bất hợp pháp, bất cứ đi đâu có thể không còn phân biệt cái ranh giới nữa. Và như vậy cái thế giới này nó y trở lại với lời Chúa phán: thế gian sẽ đầy sự sầu não và rối loạn. Quý vị, Kinh Thánh nói điều đó, Chúa Giêsu phán: thế giới sẽ sầu não và rối loạn. Cái chữ rối loạn nó ghê gớm lắm quý vị. Tại sao gọi là rối loạn? Tại vì người ta không còn muốn ở một cái chỗ yên của mình nữa. Mình không còn nghĩ rằng mình là người này là người kia, mình ở nơi này là xứ của mình, đất này là đất của mình, không có. Người ta sẽ quan niệm rằng là ở chỗ nào sướng, ở chỗ nào rộng rãi, ở chỗ nào tốt, tự do thì đi đến nơi đó. Và thật sự người ta cứ đi, không vì lý do chính trị, không vì lý do gì hết, người ta cứ sống như thế. Và cái thế giới này như vậy đó quý vị, sẽ thấy cái trái đất này sẽ làm sao? Nghiêng qua nghiêng lại. Nói một cách cụ thể thôi đó, cái thế giới này làm cái trái đất nó sẽ nghiêng, nó sẽ không còn quay đều đều nữa này. Nếu người ta ở trên đó ở yên đó, thì nó sẽ quay đều đều, nhưng mà người ta cứ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui đó, thì nó sẽ lắc thử. Đó là nói vui, nhưng mà chính sự thật nó sẽ là như vậy. Kinh Thánh đã chép về điều đó. Kinh Thánh nói rằng dân này nổi lên nghịch cùng dân khác, nước này sẽ đánh lại nước kia, và thế giới người ta sẽ đầy sự sầu não và rối loạn. Thưa quý vị, cho nên sáng hôm nay chúng ta dù có muốn giải quyết nhiều nan đề trong cuộc sống không thể giải quyết được. Chúng ta luôn luôn gặp những cái nan đề xảy ra, và chúng ta thấy như bệnh tật. Người ta tưởng rằng bệnh tật có thể cai trị nó, hoặc là control nó, hay là giải quyết được nó. Nhưng không, bệnh tật vẫn là bệnh tật. Đành rằng có những cái bệnh dịch, những cái gì là trước kia người ta rất là lo sợ, nhưng mà ngày hôm nay không còn nữa đó. Nhưng mà ngày hôm nay lại phát sinh ra những thứ bệnh tật khác. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy là cái niềm hy vọng của con người chúng ta chính là nơi Chúa. Chúa là nguồn hy vọng của chúng ta. Chúng ta lưu ý những điều đó. Và tôi thiết tha mời gọi quý thân hữu sáng hôm nay, quý vị đang ngồi ở đây, nếu quý vị chưa có một cứu Chúa thật sự trong đời sống của mình. Trước đây chúng ta có thể đi nhà thờ nhiều, hoặc là đến về cảm tình với hội thánh, hay là quen biết bạn bè, thì nghĩ rằng là mình có thể mình là người con cái Chúa. Nhưng không phải. Con cái Chúa thật sự, như tôi đã nói, chia sẻ trong Kinh Thánh đây, con cái Chúa thật sự và nhận được sự cứu rỗi thật sự là chính mình mở lòng mình ra đón nhận. Đón nhận. Và đây là một ngày mà có thể nói rằng kỷ niệm trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta đó quý vị. Vì chúng ta không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Và thậm chí có người nói rằng không có ngày mai nữa. Cho nên hôm nay chúng ta biết, hôm nay chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa chúng ta, thì đó là một phước hạnh cho chúng ta ngày hôm nay. Sẽ không có một cái cơ hội nào, chúng ta không biết được có hay không. Và chúng ta cứ nói rằng không có cơ hội nào đâu. Chỉ có hôm nay, và chúng ta biết ngày hôm nay, và chọn lựa trong giờ phút này tin nhận Chúa, để chúng ta có một sự sẵn sàng. Và sẵn sàng đó để làm gì? Để nhận sự cứu rỗi, được sự tha thứ của Chúa, và Chúa Giêsu sẽ trở lại. Điều đó quan trọng lắm đó quý vị. Chúng ta sẽ đón một vị vua muôn vua và Chúa muôn Chúa. Quý vị lưu ý, đất nước Việt Nam của chúng ta trong những ngày hôm nay, người ta đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh không phải là để trang hoàng đẹp đẽ rồi chạy xe Honda gắn máy rồi chạy nua nô đùa giỡn hay là vui hay là overnight qua đêm. Không phải. Cái chuyện đó hồi xưa có. Bây giờ là gì? Bây giờ là người ta muốn đến nhà thờ, muốn tìm kiếm Chúa quý vị ơi. Bây giờ là các vị mục sư, các người đầy tớ Chúa ở bên đó họ đang rao giảng tin lành, và người ta đứng lên, người ta đi lên để tiếp nhận Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Tại vì trước kia, chúng ta biết rồi, trước kia họ hy vọng cái gì đó, nơi chính trị, hy vọng một cái địa vị, hy vọng trong cuộc sống ở Việt Nam nó đỡ hơn về vật chất vân vân. Không, thất vọng hết rồi.
không có nhờ cậy được cái gì nữa hết rồi, không có trông mong một cái gì nữa rồi. Cho nên những ngày hôm nay tôi nghe tin tức luôn luôn, hàng trăm người tin Chúa, hàng ngàn người tin Chúa, có những cái nơi mà gọi là xưa kia không thể tổ chức giảng tin lành được, giảng đạo lời Chúa được, bây giờ giảng ra có hàng chục, hàng trăm người tin Chúa. Người ta đang khao khát, người ta đang cần đến cái nguồn hy vọng phước hạnh đó là của sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta đang ở đây, chúng ta đừng bỏ qua, bỏ lỡ cái điều đó, vì ích lợi đó cho chúng ta.